Siêu thị máy tính chuyên khác xin chào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Acer Swift SF314 phiên bản i5 và i7. Thừa hưởng một thiết kế tuyệt đẹp từ mẫu laptop mỏng nhẹ Swift 3 năm ngoái, Acer tiếp tục nâng cấp sản phẩm này lên dòng Kaby Lake với nhiều cải tiến về hiệu năng và cấu hình, nhưng mức giá cũng dễ chịu hơn. Cụ thể, Acer Swift SF314 có hai phiên bản Core i5 và Core i7 đi kèm với tùy chọn màu vàng gold, lôi cuốn và màu bạc trắng trang nhã. Giá dao động từ 17 cho đến 20 triệu đồng. Sản phẩm hướng tới người dùng là doanh nhân, dân văn phòng cần sự gọn nhẹ nên Swift SF314 của chúng ta có một độ mỏng chỉ đến 1,8cm và nhẹ 1,5kg. Để đảm bảo sự chắc chắn khi sử dụng, sản phẩm được trang bị vỏ nhôm cao cấp kèm với lớp sơn trơn mịn. Mặc dù bề mặt trơn nhưng không hề bị bám bụi hoặc là bám dấu vân tay. Đặc biệt dù sở hữu một thân hình siêu mẫu nhưng Swift SF314 vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cơ bản như HDMI, 3 cổng USB trong đó có một USB Type-C hiện đại và một cổng USB 3.0 tốc độ cao. Cạnh phải chúng ta sẽ có một jack âm thanh 3.5mm và đầu đọc thẻ máy ảnh SD. Đối với một doanh nhân thì yếu tố bảo mật là mối quan tâm hàng đầu. Vì vậy Acer không quên tích hợp cho Swift công nghệ bảo mật vân tay với đầu quét vân tay vô cùng chính xác, vừa tăng khả năng bảo vệ lại tiết kiệm được thời gian nhập mật khẩu mỗi khi mở máy. Để tăng tính sang trọng và sự tiện lợi khi bạn sử dụng, Acer còn trang bị đèn nền màu trắng cho bàn phím. Và nhìn chung bàn phím bấm êm, hành trình phím đủ sâu để tạo cảm giác tốt trong quá trình gõ. Những doanh nhân thường phải di chuyển nên thời lượng pin luôn khiến họ phải cân nhắc. Nhưng với Swift thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi máy có thể chạy làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà không cần cắm sạc. Một điểm đáng giá tiếp theo cho sản phẩm này đó chính là màn hình 14 inch với độ phân giải là Full HD, mang đến chất lượng hiển thị rõ nét hơn và độ tương phản cũng cao hơn. Bên cạnh đó, công nghệ tấm nền IPS cho hiển thị góc nhìn rộng kết hợp với một độ sáng màn hình cao nên bạn có thể thoải mái sử dụng máy trong điều kiện ánh sáng khác nhau, kể cả ngoài trời. Để giúp bạn hoạt động mượt mà với hàng loạt các tác vụ nặng, thì Acer cũng tích hợp sẵn cho sản phẩm 8GB RAM DDR4 cùng với khả năng nâng cấp linh hoạt. Với những nhu cầu lớn hơn, bạn có thể chọn phiên bản Core i7 có khoảng giá 20 triệu đồng thay vì phiên bản Core i5 giá 17 triệu đồng. Ngoài ra thì sản phẩm vẫn sử dụng ổ cứng SSD chất lượng cao cho tốc độ đọc ghi vượt trội. Như vậy nếu bạn là một người dùng hay phải di chuyển, cần một sản phẩm đáp ứng công việc, giải trí cũng như khả năng bảo mật cao thì Acer Swift SF314 rất đáng để sở hữu trong dịp hè này. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Cần tìm hiểu thêm thông tin hãy click vào đường link phía dưới video hoặc truy cập vào website ankhang.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!